Chào cả nhà nha. Bữa nay thì mình có làm cái món bánh đúc gân màu lá cẩm. Mình thấy làm cái cách này thì rất là đơn giản, mà bánh thì lại dai giòn, mình không có dùng hàn the hoặc là nước giò trong. Nếu mà các bạn thích thì mời các bạn cùng làm với mình nha. Đầu tiên thì mình sẽ pha bột. Mình có 210g bột năng, mình sẽ cho vô cái thau. Và 1/3 muỗng cà phê muối. Màu lá cẩm thì mình có 100g lá cẩm tươi mình đã nấu và mình lấy màu, mình để nguội rồi nè. Mình nấu với 400ml nước. Và 2 muỗng ăn canh dầu ăn. Dầu ăn để cho bánh của mình được bóng mượt. Cho giờ ăn vô xong rồi bây giờ mình sẽ đánh bột cho tan ra. Bột màu lá cẩm mình xong rồi, bây giờ mình sẽ để qua một bên. Mình sẽ đi pha bột màu trắng của nước cốt. Màu trắng thì mình có 100g bột năng và 200ml nước cốt dừa. Nước cốt này mình dắt từ dừa mình nạo ra đó. Mình cho vô đây một xíu muối, một muỗng canh dầu ăn. Rồi bây giờ mình sẽ đánh cho tan ra. Bột thì mình đã pha xong hết rồi, bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị khuôn để mình đi đổ bánh nha. Cái khuôn thì mình sẽ thoa một ít dầu xuống dưới đáy khuôn như vậy nè, để cho bánh của mình đừng có dính á. Mình thoa tráng qua hết một lớp gì nè, xong rồi thì mình thoa ở trên vành luôn nha, trên vành khuôn á, để cho nữa mình lấy bánh ra dễ á. Mình dùng cái cọ như gì nè, mình thoa nó sẽ đều hơn. Bên đây thì mình có bắt sẵn cái nồi nước sôi rồi nè, mình sẽ cho cái khuôn vô để mình làm nóng 2 phút nha. Khuôn thì lúc này đã nóng rồi, bây giờ mình sẽ đổ bánh luôn. Mình sẽ đổ cái màu lá cẩm trước. Mình cho khoảng một giá trước như vậy nè. Rồi mình đậy nắp lại khoảng chừng một phút để cho cái bột của mình nó ráo mặt. Rồi xong rồi mình mới đổ cái màu trắng lên. Lúc này thì ráo mặt của cái màu lá cẩm rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình cho màu trắng nha. Mình đổ như là mình đổ rau câu sơn thủy vậy đó. Rồi bây giờ mình cũng đậy nắp lại. Một phút sau thì mình dở nắp ra và mình đổ tiếp tục. Rồi lúc này là mình tiếp tục mình đổ màu lá cẩm nha. Rồi cứ như vậy mà mình làm cho hết bột luôn. Bột thì lúc này mình đổ hết rồi nè, được một mâm. Một mâm này thì khoảng hơn nửa cái khuôn một chút à. Rồi thì bây giờ mình đậy nắp lại để mình hấp 20 phút nha cả nhà.
Trong khi chờ bánh chín thì bây giờ mình sẽ đi thắng nước đường. Mình thắng nước đường thì ở đây mình thắng 200 g đường và 1/3 muỗng cà phê muối và 200 ml nước. Nước đường sôi rồi thì mình nấu thêm 5 phút nữa để cho nước sánh kẹo lại là mình tắt bếp nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt bếp. Nếu mà các bạn thích ăn béo thì mình thắng nước cốt dừa thêm nha. Ở đây thì mình vắt nửa lít nước cốt dừa nè. Mình sẽ cho vô đây 2 muỗng canh đường. Nửa muỗng cà phê muối. 2 muỗng canh bột bắp. Bột bắp hoặc là bột năng gì cũng được, nhưng mà bột bắp thì nước cốt dừa của mình thắng lên thì không có bị dữa, còn bột năng thì thường hay có bị dữa lắm. Mình sẽ khuấy cho tan đều hết xong rồi mình bắt lên bếp. Mình nấu sôi lên khoảng chừng 3 phút thì mình tắt bếp. Rồi nước cốt của mình lúc này là được rồi nè. Thắng nước cốt xong rồi thì bây giờ mình sẽ đi thăm bánh nè. Nãy giờ mình quên, mình hấp tới 40 phút cho nên cái mặt bánh nó chín quá chừng, nó không có được láng cái mặt trên đó cả nhà. Rồi mình lấy ra rồi bây giờ mình để cho thật là nguội nha. Bánh lúc này nguội rồi, bây giờ mình lấy ra rồi nè, mình sẽ cắt ra. Khi mà cắt thì các bạn nên lấy màng thực phẩm để mình bọc vô cái dao, mình cắt không có bị dính nha. Bánh nó thì rất là dai luôn. Mình làm cách này thì mình không có cần nước vô trong hoặc là nước cho tàu hay là hàn the gì hết trơn á, mà bánh của mình nó rất là dai và giòn. Nếu mà các bạn muốn nhanh nguội thì lúc mình lấy ra xong rồi á, nguội nguội chút xíu thì mình để trong ngăn mát tủ lạnh đó. Khoảng chừng 30 phút là bánh rất là mau nguội luôn. Bánh rất là dẻo luôn nè. Nếu mà các bạn muốn cho có gân gân thì mình lấy cái bàn chận á, mình cắt ra nhìn cái miếng bánh nó gân gân á, nhìn nó đẹp hơn. Bánh này do mình hấp quá thời gian đó cả nhà, mình quên đó, mình hấp tới 40 phút cho nên nó chín quá rồi thì cái mặt bánh nó sẽ bị gỗ á, nó không có được láng mịn. Các bạn hấp 20 phút là được rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt lại cái miếng dừa ăn. Thường thường thì mình làm bánh đúc thì bằng màu lá dứa, nhưng mà hôm nay thì để cho nhìn nó lạ mắt tí thì mình sẽ làm bằng màu lá cẩm. Cái màu lá cẩm thì lên màu cũng rất là tươi luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ sắp ra mâm. Có mè thì mình gưới lên nha. Mình gưới mè lên thì cũng mè thì ăn cũng thơm mà nhìn cũng đẹp mắt nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ chan nước đường vô. Xong rồi thì mình sẽ cho nước cốt. Nếu mà các bạn không có thích nước cốt thì mình ăn nước đường không cũng ngon nữa. Rồi cuối cùng thì mình sẽ cho mè hoặc là đậu phộng. Rồi lúc này thì mình thưởng thức nha. Rồi bây giờ thì mình mời cả nhà cùng dùng bánh đúc màu lá cẩm với mình nha. Bánh thì rất là dai, giòn, béo béo của nước cốt dừa. Nước đường thì cũng không có quá ngọt, thơm thơm của mè nữa. Nếu mà các bạn thích ăn đậu phộng thì mình gắt đậu phộng lên thì cũng ngon nữa. Món bánh này thì mình làm dai giòn tự nhiên, không có hàn the hoặc là dô trong. Nếu mà các bạn thích cái món bánh này thì bữa nào các bạn làm thử nha.
Giờ thì mình xin tạm dừng video và hẹn gặp cả nhà mình video sau.